Bơ rồi. Bơ của Gunny. Quân bên kia. Trở lại trận đấu. Một bài Peria đối đầu với cả Sam và Maxe. Cani cầm Per. Chiboy cầm Ia. Bài Ia đang khá khung khi có một bãi băng ở trong cánh rừng trong góc 3 giờ. BE đang cơ cấu. Đây rồi, bãi quả rồi. Bãi quả bao nhiêu cây? Bấy nhiêu? Rồi, đã đủ đồ. Bấy nhiêu? 5 con rồi, 6 con đây. Đúng 6 con. Khá tươi. Chi bò trận này lại có voi. Quay sang Gunny. Cũng có voi. Hai voi bãi quả. Bấy nhiêu đâu? Bài Gunny đã thấy bầy hiêu. Bầy hiêu tôi thấy rất to. Ít nhất 6 con rồi. 7 con đi. Đã có người phi. Rồi. Bét. Bét của đội bạn. Gian tranh bầy hiêu này với Max C. Quay trở lại với trận đấu. Một bài đánh 2-3 dân của Per. Maxey ăn tranh cả bãi bãi quả này. Nóc lơ. Mờ. Mờ đóng rất chiến thuật. Lượng thực lên đời vẫn đủ thôi. Ok, ok. Tí nữa là đập chết dân. Kích đời. 10-08. Vẫn còn bãi quả ở đây. Bài Mark liệu có khỏe.
Quay sang một chút với Chiboy. Đánh cung A. Đang cung nhà rồi. Chiboy bài kích khá sớm. Đùa nốt con heo này về. Thôi quay sang gắn đi. Có bãi quả phụ lập được rồi. Bo luôn vàng không. Ơi. Đen luôn. Rồi. Nâng công. À nâng thủ. Đây có lẽ là cái hốc của Maxe. Maxe là người đánh chém. À đây rồi, có bãi hiêu rồi. Do công thủ. Maxe như chưa đào vàng. Chip boy vẫn khỏe. Đã nâng cấp cung A một áo. Gunny đi. Đấy rồi. Vẫn giữ được con giò. Một hit, hai hit rồi. Hai hit rồi. Ok. Tường bị bò khá đau. Maxi bài cũng yếu rồi. Hai con giò, con lạc đà của Quýt đang chạy sang bên này. Chipboy 28/64. Đã nâng cấp cung A hai áo. Cái hốc vừa đủ. Rồi, đã có hai con cung A rồi. Đấy cung T. Nhà ở Quýt nằm ở khoảng góc 11 giờ. Chiboy lái con cung T sang 11 giờ luôn. Rồi đúng rồi. Đúng hướng rồi. Mạc Sĩ rất yếu. Đang cố gắng thủ cái hốc bé bé này. Chiboy vẫn đang khỏe. 32/64. Gắn đi. Hơi đau, nhưng thôi không sao. Ok, vào, vào đi. Vào rồi, quá tươi. Lọt vào, nữa đi anh ơi. Một mã dân đến từ Maxe. Trục dân, rồi. Maxe fit sau từ này rồi. Quá tươi rồi. Chơi hết dân đi anh ơi. Rồi. Quá đẹp. Rồi. Một hình ảnh kinh hoàng đến từ Gunny của Maxe. Có cả P. Đang công P vào BL của Pơ. Được rồi. Lùa vào một turn ăn được khoảng 15 dân. Chipboy tham lai 39/84. Đang vẽ rất nhiều, được rất nhiều ruộng. Cung A đang đứng tất cả trong người thủ rồi. Bốn hai trên 50. 8/20 là tham lai của Gunny. Vẫn còn lạc đà. Maxe không còn tính chất thi đấu đâu. Chết được khoảng hơn 15 dân rồi thì đánh đấm gì nữa. Lực lên đời còn chả có. Gunny vẫn còn hai con lạc đà. Chiboy đang bị bắt quân. Có y của hè ở đây. Tuần này phải có nhiều dân ra sửa. Có cả cung R của game thủ Quýt. Gunny. Rồi, lại một tên lọt vào nhà của Sen. Sen đang sóc khá đều phù. Chipboy vẫn thủ được thôi. Cung A nở ra khá đều. Tham lai 37/100. Chiboy đang có 7, đang có 400 gỗ. Vẫn còn 200. Gunny. Rồi.
tận lớp BE ở dưới. Có KI tôn đâm ở trên. Khá khó chịu. Ở đây hai lớp BE rồi. Rất chắc cốp. Có BE rồi, BE rồi. Thêm lớp nữa. Tham lai 46/100. Cung Hoa đã một lượt giáp rồi. Sang vừa bị Gunny tạt một tơn. Rất đau, đâm ra không khỏe đâu. Gần 500 gỗ kìa, chị Boy. Vẽ thêm hai cái ruộng. Bơm Gunny ít gỗ đi. 300 gỗ. Rồi. Rất nhiều cung A đang đứng trong để thủ. Thăm lại. Rồi, đang đè xuống. Chỉ còn Sang thôi. Tám trên 28. Gunny đã có mấy cái ruộng trong này rồi. Maxe, chăm sóc Maxe một tơn nữa. Anh Gunny có vẻ e không? Ở trong. Có vẻ... không được. Hè đã biết rồi. Chip Boy. 60/108 là timeline của Chip Boy. Có Gunny kìa. Rồi. Rất chắc cốp. Đóng xong e để đóng thêm e nữa. Chặt gỗ 2. Quýt vẫn đang sóc cùng R. Tham lai 64 rồi. Nở tham rất nhanh. Rồi. Chỗ vực ở dưới đã kín chưa? Lượng gỗ đang hơi khan. Chị Boy có vít lại chỗ E vừa rồi không? Không chém lọt vào hơi đau đấy. Một nửa thủ, một nửa công. Rồi. Tăng A không? Chị Boy tăng A không? Vẫn đóng B. Lực là vẫn đủ để tăng thêm một A nữa. Rồi, chém kìa. Đây rồi, chân của He. He biết không? He đừng biết. He đừng biết. Rồi. Dân He đang ăn hoang. Rồi, ăn được khoảng 5 dân. Tham lai 80/102. 120. Một tơn bắt quân. Cung A là rất khác biệt. Tơn này tôi nghĩ vẫn 50-50 thôi. Thiệt hại như nhau. Kìa, chém lọt vào. Rồi, không sao, không sao. Ăn được 3, thêm 3 chém nữa. Cung R đã phải lùi lại. Tụ cung, rồi. Tụ hơn một kích cung A. Tham lai 71/124. 400 gỗ đến từ... kìa, rồi. Tăng thêm 2A nữa cũng được. Neutral. Bắn phủ, rồi. Lùi lại đợi cung tân cung A sau. Thì sai rồi. Quá hay.